Trong khi người dân Trung Trung Bộ đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, thì tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn là những ngày khô hạn và nắng nóng khốc liệt. Thiếu nước sinh hoạt nhiều tháng nay vẫn là nỗi lo lớn nhất của người dân nơi đây, trong khi không biết đến bao giờ mới có mưa. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại rốn hạn Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận. Sau nhiều ngày lao động vất vả, vợ chồng anh Cơ Tơ Tân ở xã Phước Trung, huyện Bắc Ái đã hoàn thành việc đào một cái ao. Nắng nóng kéo dài, nước ngầm suy kiệt nên cái ao cũng to và sâu hơn bình thường. Dù vậy, số tiền 1,8 triệu cho công đào đất bỏ ra đã không thu được nhiều kết quả. 15 này là cũng là hàng hán quá, mà không có nước, mà không có mưa. Là chặn một năm luôn. Nước không nhiều và cũng không sạch để có thể sử dụng vào việc ăn uống. Thế nhưng vào thời điểm đỉnh hạn, nỗi lo bệnh tật đã được gạt sang một bên vì nước đang quý hơn vàng. Sợ chứ mà điều không có rồi mình phải giặt tắm đại vậy thôi chứ. Với người dân vùng núi Phước Trung, chỉ gia đình nào có điều kiện mới đào được ao, còn đa phần phải lay lắt tìm nguồn nước trong những khe suối, rừng sâu. Vất vả là thế, nhưng để có được mỗi can nước, họ phải gạn chắt từng giọt. Một ngày thì có khi người múc trước thì có, mà người đi xa thì nó hứng ít ít. Nếu mà người nào thì đến kịp trước thì múc trước thì có 2-3 bình và đem về. Sau nhiều tháng trời nắng nóng, không mưa, nguồn nước ngầm này cũng cạn kiệt. Trước tình cảnh này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã dùng xe bồn, xe cứu hỏa chở nước đến rốn hạn Phước Trung để chia cho mỗi hộ 20 lít một ngày. Những mùa khô hạn trước thì người dân xã Phước Trung, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận vẫn có thể mót nước ở các khe suối hay nước rẫy để sinh sống qua mùa khô. Tuy nhiên với tình hình thời tiết khắc nghiệt của những tháng đầu năm 2015 thì những khu vực này cũng không còn một giọt nước nào. Và lần đầu tiên, nhà nước đã phải hỗ trợ người dân nơi đây nước sinh hoạt để người dân ăn uống. Tại Phước Trung thì hiện nay xảy ra rất nghiêm trọng, không có thể nói là rất khốc liệt. Và chúng tôi đã tập trung chủ yếu là trước mắt. Trước mắt là chúng tôi vận chuyển nước cho bà con để bà con sinh hoạt và sử dụng. Hai nữa là chúng tôi đào những cái ao để cho có nước cho những đàn gia súc uống. Rồi một mặt nữa thì hiện nay thì vùng này thì không thể nào sản xuất được rồi. Cho nên là chúng tôi tiếp tục đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói cho bà con ở xã Phước Trung. Những can nước này dù có nặng đến mấy thì những người phụ nữ rắc lây vẫn có thể mang về. Bởi đây là nguồn sống duy nhất cho mỗi gia đình. Vào lúc đỉnh hạn này.